Con phải có cảm giác con rơi, con dịu lại, dịu cái vai lại. Khi bóng nó nè, rơi gần tay cái vai con phải dịu, lúc đó con cảm nhận con dính các đầu ngón tay. Con nhìn nha. Con thấy cái vòng cung của quả bóng rất khác. Ok. Tiếp xúc bên hông bóng. Good. Nhìn bóng. Good. Ok. Relax. Good. Better. 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 Good. Good. Ok. Now we will practice for hand pendulum serve. Yeah. Yeah, ok. You try. Ok. Trước tiên một của giao bóng là thầy sẽ nói về cái tư thế đứng và vị trí đứng. Ok. The first I want to say the position. Ok. And khi thầy thấy khi con đứng ở tư thế này là hầu như cú giao bóng của con rất là dễ thấy. Nếu như con thay đổi, con có thể đứng hướng, thay vì trọng tâm của con đang hướng vào trong bàn, bây giờ con thử trọng tâm con hướng ngang so với cạnh bàn ha. Và khi đó là chân trước chân sau, chân trái hướng lên, chân phải đứng sau chân trái, và hai chân cố gắng là đứng ngang, không đứng dọc ha. Vừa đủ thôi ha. Rồi chân con vừa rồi con đứng như thế này cũng không tốt lắm nha. Rồi. Và ở tư thế chuẩn bị con cần hạ thấp trọng tâm xuống. Tại vì khi con giao bóng, bất kỳ của giao bóng nào, không phải là giao bóng pendulum, không phải là giao bóng xoay con lắc thuận tay không. Khi con đứng cao, khi con giao, cái quả bóng chạm vào thì sẽ nảy lên cao. Cao hơn so với lưới đối thủ rất là dễ họ tấn công lại cú giao bóng của mình. Khi đó con cần lưu ý hạ thấp trọng tâm, khuỵu gối gấp lưng xuống. Khi con giao, con nhìn nha, con thấy cái vòng cung của quả bóng rất khác. Bây giờ bạn đứng qua phía bàn đối diện với tôi sẽ hướng dẫn bạn. Ok, và bây giờ bạn đứng xích qua một chút. Bây giờ tôi sẽ đứng giống như bạn giao bóng. Now I will try to stand serve like you. Bạn có cảm thấy dễ dàng đoán ra xoáy của cú giao bóng của tôi không? Bạn có thấy tay của tôi dễ không? Bây giờ tôi sẽ thử thay đổi tư thế đứng khi giao bóng. Bạn đứng xích qua một chút. Bạn có cảm thấy khó phán đoán xoáy hơn không? Different. Ok, different. Luật giao bóng trong bóng bàn là chúng ta không được che khi chúng ta tiếp xúc bóng. Nhưng nếu như con tiếp xúc bóng xa cơ thể, but when you make contact with the ball away from your body, so the opponent is easy to guess. Ok, and when you serve the ball close to your body, your opponent will find it harder to check the spin of your serve. Khi bạn giao bóng gần cơ thể thì bạn sẽ dễ kiểm soát quả bóng hơn. Bạn muốn đặt quả bóng ở điểm nào trên bàn nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
Bây giờ tôi sẽ thử giao bóng xa cơ thể. Và bây giờ tôi sẽ thử giao gần cơ thể. Thầy đang giải thích cho con về tư thế đứng. Bây giờ con qua đây. You put the racket on the table and hold the ball. You stand here like me. Con phải tập cái bài tập này trước. Cầm bóng bằng tay trái và tung bóng bằng tay trái. Khi tung bóng lên, chúng ta phải chuyển trọng tâm ra và xoay hông vào chụp bóng. Vừa rồi tôi thấy bạn làm sai vì khi bạn tung bóng lên, bạn lo bạn kéo cái tay ra và bạn chụp bóng bằng tay. Luôn luôn giữ tay gần cơ thể thì khi bạn tung bóng lên, bạn phải cảm nhận xoay cái chân và cái hông trước. Bạn phải tập cái chân và cái hông trước. Tôi sẽ nhắc lại là chân hông luôn luôn là nền tảng của mọi kỹ thuật. Phải tập ở trước. Ok. Tụt lên, đây. Ok. Được, giữ lại lại. Rồi ra. Tung bóng tay trái, giữ tay phải lại, xoay chân và hông vào chụp quả bóng. Ok. Ok. Ok, tốt. Bây giờ bạn cầm vợt lên và thử giao bóng lại. Cần chuyển trọng tâm và xoay hông. Ok. Bạn cần làm quen cơ thể trước. Good. Thay đổi tư thế đứng. Chân trái đứng cao lên và gấp lưng khom người xuống. Tay cầm quả bóng phải để trên mặt bàn và không được hạ xuống bàn trước khi giao. Tung bóng lên chuyển. Rồi bây giờ thử kỹ thuật cũng như vậy mà treo cùi chỏ lên, tung bóng và giao. Tung bóng, treo cùi chỏ. Treo cùi chỏ cao lên và khi vào quả bóng, lắc cổ tay và tiếp xúc ở bên hông quả bóng. Mắt của con phải nhìn theo quả bóng. Khi quả bóng rơi xuống, con phải nhìn được cây vợt tiếp xúc ở điểm nào trên quả bóng. Và bây giờ con nhìn thầy kỹ thuật giao bóng xoay ngang thuận tay hay gọi là pendulum, con lắc. Elbow is the key to technique. Look, now I'm going to serve with low elbow. Do you see the ball? It has underspin. And now I will try to raise my elbow. Relax, weigh the ball. Okay. And one more exercise. Và bây giờ con thả bóng xuống. Con cần thả lỏng cái cổ tay nè để cho cái đầu vợt mình nó hướng xuống dưới đất. Cán vợt mình nó hướng lên trên, mình thả vợt xuống. Bây giờ con lắc làm sao cho bóng nó qua bàn, đi cái quỹ đạo cong trước. Ok. Và từ từ quen bắt đầu thả thấp xuống.
Relax. Cảm nhận. Cảm nhận tiếp xúc bên hông bóng. Good. Nhìn bóng. Good. Ok. One more, try. Relax. Use wrist. More wrist. Good. Relax shoulder, relax shoulder. Relax shoulder. Yeah. Wrist and finger. Good. Relax. Good. Okay, now. Wrist and finger. Relax. The swimming. The same swimming, the same dancing. Do you understand? Dancing. Relax. And when contact upon you, use wrist and finger. I think important three finger. Three finger? Do you understand? Yeah. Three, okay. I always did that. No. No? No, no, no. Three finger. Johnny, look at me. Okay? Yeah. Three finger. Talk. Relax. And high talk. Okay. Good. Okay, you feel. Feel finger, yeah. Okay. Good. Relax. Okay. Relax. Yeah, weigh the bone, weigh the bone in. Yeah. The key technique cũng tương tự như những kỹ thuật khác, là khi con tung lên con đừng cố gắng, con chủ động con lắc vào quả bóng, đừng dùng sức lắc vào, đơn giản con chờ cho cái quả bóng nó rơi xuống mặt vợt chạm vào, xong bắt đầu mình ma sát, mình dính, con hiểu không? Giống như cái bài tập này nè, cảm nhận lên, cảm nhận thư giãn ra, thư giãn cái vai con phải thư giãn khi con tiếp xúc bóng, chờ rip. Ok, và bây giờ con tung lên cái con chủ động, con chặt, con nhìn nè, không xoáy, tung lên chủ động không xoáy, nhưng mà khi con phải có cảm giác con rơi, con dịu cái vai lại, khi bóng nó nè rơi gần tay cái vai con phải dịu, lúc đó con cảm nhận con dính các đầu ngón tay. Ok. Nào. Relax. Ok. One more. Chờ quả bóng rơi vào cây vợt. Relax. Good. Better. Good. 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 Relax shoulder.